Đây là thế giới xung quanh qua sự cảm nhận của chúng ta. Và đây là thế giới xung quanh qua sự cảm nhận của Huế. Chủ xưởng may nơi Huế làm việc là anh Hoài, một người khuyết tật vận động. Những người khuyết tật không ngồi chờ giúp đỡ mà có thể tự tạo công ăn việc làm cho nhau là mục đích khiến anh mở xưởng may này. Các sản phẩm từ xưởng may Tĩnh Lặng cung cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trong nước, làm quà tặng ngoại giao cho nhiều bộ ngành, cũng như tỏa đi thị trường các nước Âu Mỹ. Từ đó, mang lại cuộc sống ổn định suốt 10 năm nay cho những người khuyết tật như Huế.
không tiếp nhận được âm thanh. Nhưng điều thú vị là ngày nào cũng vậy, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa là cả xưởng nhất loạt dừng tay. Bởi ngay sau đó sẽ là bữa trưa, khoảng thời gian trò chuyện rôm rả nhất trong ngày của họ. Những cuộc trò chuyện rất sôi nổi dù không phát ra âm thanh. Như biết bao người phụ nữ hạnh phúc khác, Huế cũng có một gia đình nhỏ và cũng tất bật đi chợ sau giờ làm để chuẩn bị cho bữa tối. Cần bao nhiêu? 100.000. Mua thật đấy à? 50. Cao hơn một cái này à? Là một người câm điếc, Huế thích nghi với việc mua bán tại chợ bằng cử chỉ hoặc bằng cách gõ chữ lên màn hình điện thoại. Những người bán hàng thì có vẻ rất hài lòng khi gặp khách không đôi co kỳ kèo mặc cả. Chồng của Huế cũng là một người câm điếc. Họ có một cậu con trai 4 tuổi, thật may mắn, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.
bạc trắng như mây. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Bà trắng như mây, cháu yêu bà, cháu lắm bàn tay. Cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Con đếm từ 1 đến 10 nha nào. Thay đổi cách nhìn của xã hội về những người khuyết tật, và bằng cách chúng tôi vẫn làm việc, vẫn tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho xã hội, bởi vì chúng tôi lạc quan và hòa nhập, chúng tôi không khuyết tật, chúng tôi chỉ là những người khác biệt.